con số này để xem là hôm năm vận may của Chi như thế nào này. Heo đất. Ôi. Chị ơi, năm nay là mới có heo đất em ạ. Năm nay là sản phẩm mới của năm nay đấy. Em anh không dám đâu. Mang ra con heo ốm thì chết. Em chọn cho anh đi. Con này, đây con này. Bây giờ là mình được đập luôn hả? Mình có đập không? Có tiền trong này không nhỉ? Chị ơi, có tiền em ơi. Có em ơi. Anh đập đi tại vì là anh em mình. Thôi em ơi, có cái gì đập mắt anh sợ lắm. Một hồi nó ra có 2.000 bạc. Bây giờ của em công anh. Rồi thế nhá. Đây 1 này, 2 này, 3 này. Anh ấy không có gì anh ạ. Heo Chi ơi. Heo ơi. Heo kiểu gì này? Bây giờ này anh mất mặt quá chị, anh mất mặt quá. Tôi là chủ nhà cho nên là tôi đặt cách tôi đập thêm một con heo nữa cho chị nha. Đấy, bên ngoài đơn giản, bên trong nhiều thứ nhá. Con này không được, tao tự đập tao luôn đấy. Sao đấy? Từ nhà thế nào? Từ nhà này. Heo ơi, thôi anh. Chủ nhà đấy. Heo ơi, Huy ơi. 10.000. Chị ơi, em đừng nghĩ cái tờ 10.000 này nó chỉ là 10.000 về giá trị. Hãy dịch nó ra đi em ạ. Không. Em có nghe người ta nói cái gì không? 10.000 là bao nhiêu? Vàng. Nó là vạn sự như ý. Em hiểu không? Vạn sự như ý, em muốn cái gì? Vạn sự tùy heo đúng không? Vạn sự tùy heo. Trong cuộc sống em muốn cái gì? Có tiền không? Có. Mà có tiền đúng không? Có tiền. Có tiền đúng không? Đây. Đây là giá trị thật của con heo. Tiền thì lì xì chứ chùa gì? Lì xì cho các cháu thưa quý vị. Một tờ 10.000 như chúng tôi nhân rộng niềm vui đó ra cho Thùy Chi. Và Thùy Chi sẽ có vàng sự như ý. Em cũng rất là gọi là sao đón nhận với cái con heo đất đầu tiên không có gì rồi. Tức là không có gì thì rồi mình sẽ ý chương trình là bàn tay ta làm nên với MC Giờ Đặc Thời này. Ủa? Bàn tay ta làm nên tất cả. Cô của em đâu đấy? Không chia à? Chia chứ. 10.000 cũng được lát ra gửi xe chứ chia. Phải, chạy nước miếng. Đập đi. Ôi. Có 5.000 đồng. Có 5.000 đi mấy má. Con heo nó còn nhiều hơn cái này đó. Bây giờ mình nghĩ thử một vòng coi mọi người nhắm mọi người sẽ muốn chọn món gì. Nghe nói là heo đất của chương trình nhiều tiền lắm. Thì nói chung là cũng tùy con thôi. Rồi, dạ. Ai trước? Dạ. Để coi con món qua là bây giờ từ số 1 đến số 4 mình chọn số mấy à? Số 1 đi ạ. Số 1. Rồi. Mình đập tại chỗ luôn à. Xin mời cây ACM. 1, 2, 3, vô. Wow. Mọi người ơi, mọi người có thấy không ạ? 20.000 đồng. Nghe nói là heo đất của chương trình nhiều tiền lắm. Giỡn thôi, thật ra đây chỉ là cái mệnh giá gọi là cho vui thôi. Cái con số chính xác mà KICN sẽ nhận được là một cọc tiền. Wow. 20.000 đồng một cọc nha mọi người ơi, rất là nhiều. Đây là món quà em trong này có trị giá là trên dưới 1 tỷ đồng. Ôi chết, thiệt. Đặt đi em, thiệt. Yeah, em hơi mạnh tay hả chị? Thì đau em. Sao